Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một kiosk trên quốc lộ 22 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, 10 giờ 40 phút ngày 9 tháng 1, công an đã bắt được nghi phạm tại khu vực đang khoanh vùng tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vào trưa mùng 6 tháng 1, người dân phát hiện một người phụ nữ bị tấn công trong một kiosk trên quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân sau đó không qua khỏi. Qua điều tra ban đầu, nghi phạm được xác định là một người đàn ông mặc áo đỏ thẫm chạy một chiếc xe tay ga từ trong kiosk ra. Chiều cùng ngày, công an tỉnh Long An nhận tin báo từ công an thành phố Hồ Chí Minh về việc có khả năng nghi phạm đã di chuyển xuống địa bàn tỉnh Long An. Trích xuất camera trên các tuyến đường của địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người giống như nghi phạm đi trên đường tỉnh 830 từ hướng huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức. Tuy nhiên, ghi nhận theo tiến trình các camera trên đường tỉnh 830 thì thấy nghi phạm mất tích trên tuyến đường này ở khoảng khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đến tối, một người dân bán tạp hóa ở gần cầu Rạch Nổ thuộc ấp 7 xã Lương Hòa thông tin về việc người đàn ông này xuất hiện tại quán của mình mua nước uống. Theo một nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, thông qua camera trích xuất từ quán nước và một camera khác ở gần khu vực này, xác định từ chiều 6 tháng 1 đến tối, người đàn ông đã luẩn quẩn ở đây nhiều giờ đồng hồ. Tiếp tục truy tìm thêm, công an phát hiện một chiếc xe tay ga và đôi dép nghi phạm đã bỏ lại ven một lối nhỏ trong ấp 7. Từ đó, công an tiếp tục bổ sung lực lượng phong tỏa toàn bộ khu vực, sử dụng nhiều biện pháp để truy tìm. Tuy nhiên, đây là khu vực nông thôn, nhiều mảnh vườn lớn chen lẫn với địa hình đồng bằng, kênh rạch phức tạp. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh lập tức phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Long An khẩn trương truy vết nghi phạm lấy mạng nhân viên quán cà phê. Các trinh sát hình sự đã tỏa ra các hướng đường kẻ sát nhân lấy xe máy của nạn nhân tháo chạy. Hàng trăm camera an ninh trên các tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An được cảnh sát trích xuất dữ liệu theo dõi, nguồn tin từ báo Dân Trí. Chiều cùng ngày, cảnh sát xác định sau khi nghi phạm tấn công nạn nhân, anh ta đã lái xe máy về khu vực huyện Đức Hòa. Sau đó, kẻ gây án tiếp tục chạy theo đường tỉnh 830 về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực gần cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nghi phạm đã lái xe vòng xuống gầm cầu, ghé tiệm tạp hóa của bà Huỳnh Thị Tuyết, 51 tuổi, để mua nước và ngồi nghỉ tại đây hơn 4 giờ. Chủ tiệm tạp hóa cho biết khi giáp mặt người đàn ông, sau này được cảnh sát cho xem hình và xác định là hung thủ vụ án, bà cảm thấy vị khách này có biểu hiện khác thường. Vào khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 1, người này lái xe máy đến quán bà hỏi mua 5 chai nước suối, 7 chai nước ngọt, 2 bao thuốc lá. Khi mua, anh ta đeo khẩu trang, kính mít, chỉ chừa hai con mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó nhìn thấy. Sau khi tính tiền, người này tiếp tục mua thêm một chai nước ngọt ướp lạnh rồi ngồi xổm trước quán, kéo khẩu trang tu nước ương ực. Thấy vậy, bà Tuyết mời anh ta vào ngồi trên ghế đá trước hiên nhà. Tôi thấy vị khách có vẻ khác thường nhưng không nghi ngờ gì. Lúc này trong nhà chỉ có mình tôi và cháu nội 3 tuổi. Khi anh ta ngồi một lúc và dường như quan sát không có ai để ý, mới kéo khẩu trang và uống nước một cách tự nhiên. Trong lúc ngồi, anh ta trò chuyện với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại, tương lai và bảo đang thất nghiệp. Đến 20 giờ 30, tôi bảo quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, người này mới lên xe máy rời đi, bà Tuyết nói. Theo bà Tuyết, khoảng 30 phút sau, các trinh sát hình sự đến quán hỏi thăm và đưa hình bà mới tá hỏa. Vì khách trò chuyện với bà suốt hơn 4 giờ vừa qua, chính là nghi phạm giết người ở thành phố Hồ Chí Minh đang lẩn trốn. Tôi biết tin mà rụng rời tay chân. Cảnh sát đến sớm hơn 30 phút là có thể tóm được anh ta rồi, bà Tuyết vừa nói, vừa run. Vừa nhận tin hung thủ rời khỏi quán nước, trinh sát hình sự liền đuổi theo vào khu dân cư ấp 7 xã Lương Hòa. Biết bị cảnh sát bám theo, kẻ gây án đã nhanh chóng giấu xe máy vào bụi cây tại khu vực, chạy trốn vào vườn chanh rộng hơn 3 hectare. Ngay sau khi xem xong camera, trong đêm, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An được huy động đến địa phương phong tỏa các vườn trái cây, truy bắt nghi phạm. Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ lùng sục khắp các bụi rậm, mương nước, kênh rạch tại địa phương, nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả. Bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa cho biết, cảnh sát tìm được xe máy của nghi phạm tại bụi cây đối diện nhà bà. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện có dấu chân người leo qua hàng rào tôn cao 1m1 vào vườn chanh sau nhà bà Ba. Ở một đoạn khác, cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra và hướng vào khu rừng hoang rộng vài chục hectare. Tại bìa rừng, cảnh sát đã phát hiện một số vỏ chuối có người ăn bỏ lại
Ngay trong ngày, hàng trăm cảnh sát cũng được huy động bao vây toàn bộ khu rừng. Ngoài chó nghiệp vụ, flycam cũng được các chiến sĩ điều khiển tầm thấp rà soát. Việc truy bắt được cảnh sát thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, cánh rừng với diện tích rộng, cây cối um tùm cao lúc đầu người khiến việc truy lùng vây bắt kẻ gây án gặp nhiều khó khăn. Chiều 8 tháng 1, cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã huy động một số xe cuốc mở một tuyến đường mòn vào sâu bên trong khu rừng để phục vụ công tác truy bắt hung thủ. Một số khu rừng có cây cối rậm rạp cũng được đốt cháy, các tuyến đường rất nhỏ xung quanh khu rừng, hàng trăm cảnh sát cơ động trinh sát hình sự đứng bao vây canh gác. Việc triển khai vây bắt hung thủ được thực hiện cả ngày lẫn đêm, một cán bộ công an nói. Trước vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người thiệt mạng gây xôn xao dư luận những ngày qua, hàng trăm cảnh sát thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 7 tháng 1 và ngày 8 tháng 1 đã khẩn trương bao vây một khu đất cây cối rộng rạp tại xã Lương Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để vây bắt nghi phạm lấy mạng nữ nhân viên quán cà phê trên. Được biết, sau nhiều giờ đồng hồ truy lùng, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Tại khu vực này, cảnh sát đã huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng trên. Qua ghi nhận, khu vực nghi có nghi phạm đang lẫn trốn là một khu đất rộng lớn hàng trăm hecta ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nơi đây bị che khuất bởi cây cối, cỏ hoang mọc um tùm, bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực này cũng có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh dù khá nhỏ hẹp. Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang chạy trốn ẩn nấp trong khu vực này, nhiều cảnh sát của công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng lực lượng dân phòng đã bao vây khu vực này, các lối ra vào đều có chốt chặn kiểm soát. Tuy nhiên, do khu vực rất rộng lớn, lại cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó. Theo đó, cảnh sát đã được tăng cường thêm xuống khu vực này, tiếp tục kiểm soát mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh. Trước đó, vào trưa 6 tháng 1, người dân nghe tiếng hô hoáng trong một kiosk là quán bán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nên chạy tới thì nhìn thấy một người đàn ông trên xe máy chạy khỏi kiosk trên. Qua kiểm tra, người dân phát hiện chị NTHP, sinh năm 2002, nhân viên quán, nằm bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P đã tử vong. Công an đã có mặt khám nghiệm, điều tra xác định nạn nhân tử vong bởi nhiều thương tích. Người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông lái xe máy rời đi có vết máu ở chân. Xe máy mà người này lấy đi là của chị P. Thời điểm khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 1, người dân ở ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức phát hiện một người đàn ông vào quán nước giải khát trên địa bàn. Người này giống nghi phạm cướp tài sản lấy xe máy của chị NTHP ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mà báo chí thông tin nên người dân đã trình báo đến lực lượng chức năng. Ngay sau đó, người đàn ông này đã nhanh chóng bỏ trốn và để lại chiếc xe máy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!